Hello Đức, nghe nào không? Em chào anh. Lâu ngày quá nhỉ, tôi để là Zoom user. Login Vâng, em bằng cái tài khoản cá nhân thôi. Chứ em không log bằng account công ty. Anonymous à? Ok, cả Đức lên này có một số bạn này. Cool, Ok, rồi. okay. Mọi người đợi tí nhé, anh like trên Facebook. Đây không biết mọi người có biết ai biết anh Đức nhỉ, hay là có ai học anh Đức rồi chưa nhỉ? Không, em không quen lắm, không biết có ai đã từng gặp em chưa. Đã từng Là rồi à nha. đúng rồi, mình đích thân. Anh Đức thân, anh nhà thân Việt Đức, thủ khoa của Đại học Bách khoa Hà Nội, tất nhiên thủ khoa một chuyên ngành thôi. Ok, Vâng. chúng ta chuẩn bị live rồi. Live không được. Nói được rồi. Ok, đó, được rồi, đi chưa? Rồi, thì xin chào mọi người, nghe lại một tối sinh nhật cuối tuần, tuần đầu tiên của năm mới, thì xin được vừa lại quay lại với mọi người một cái tối hôm nay chủ đề là on call ở Uber. Thì Vâng. hôm nay chúng ta có anh thân Việt Đức, là anh Đức Thân ở đây. Thì đối với khá là nhiều bạn đang cho cái Zoom ngày hôm nay thì anh nghĩ là khá nhiều bạn là biết anh Đức rồi. Anh Đức là giảng viên back-end ở cả khóa K02, K03, và sau một thời gian có một niềm vui mới để đến với gia đình. Đấy, thì anh Đức hôm nay đã quay lại với chúng ta. Đấy, và vào một cái talk là anh sẽ nói về cái công việc on call của Uber, để xem là kỹ sư Uber họ làm cái gì, và cái system của Uber phức tạp ra sao, challenge gì, và cái procedure on call ở một cái big tech như Uber thì nó sẽ là sao. Điều đấy thì hy vọng là anh Đức sẽ truyền thêm cảm hứng cho mọi người, không những là về mặt technical mà cũng là mặt career, những cái vươn xa hơn để cho mọi người có thể học hỏi. Ok, thế thì quay lại với Đức, thì sau một thời gian rời xa Engineer Pro thì hôm nay Đức quay lại, Đức cảm thấy thế nào? Cảm thấy exciting, cảm thấy vui khi mà mọi người có thể vào đông như này cùng nhau chia sẻ vào một buổi tối. Ở Việt Nam mình thì khá là muộn rồi. Ở bên em thì mới có 4 giờ chiều thôi. Cảm ơn tất cả mọi người. Ok, thì Mình có chủ đề nào để nói không? Bởi vì có một cái fun fact đó là ngày mai em Bronco. ngày mai em on call. Ok, thế thì hôm nay chính là chúng ta nói về on call đúng vừa mà. Đấy, thế thì anh nghĩ trước Thì khi nói về on call thì Đức có thể nói qua về cái team mà Đức đang làm này. vâng, để em có thể chia sẻ một chút về cái team em đang làm. Thì cái team team lớn của bọn em ấy thì là ở office Đan Mạch. Office ở Đan Mạch thì là một team engineering thôi, ở đây không có các cái bộ phận khác, chỉ có engineering thôi. Thì ở cái office này khá là mạnh về engineering. Thì ở trong cái office này thì chia làm hai mảng, một mảng là stateless với một mảng là stateful. Thì stateless là mọi người biết đấy, là các cái service nó không có lưu trữ trạng thái, không có state gì cả. Mình chạy các cái computing trên cái stateless đấy thì nó không có lưu trữ trạng thái. Với cả một bên stateful nữa, stateful thì là nó lưu trữ trạng thái, nó như kiểu là database ấy. Còn stateless nó như kiểu một cái function thôi, mình cứ gọi cái xong nó trả một kết quả là hết thôi. Thì team mình đang làm về bên mảng stateful. Em thì ở bên mảng chính về bên stateful. Cái team nhỏ hơn nữa, em ở trong một cái team nhỏ hơn nữa thì là làm về fleet management.
tức nghĩa là liên quan đến host reliability, tức nghĩa là khi mà một cái database mà nó được host trên cái máy của bọn em ấy, thì bọn em phải đảm bảo là cái máy đấy nó không bị broken, disk nó healthy, rồi mình monitor các cái chỉ số của cái máy đấy, nếu mà nó có vấn đề gì thì bọn em sẽ phải nhảy vào và ấy thôi, xử lý và kiểu kiểu như thế. Thế thì theo như Đức nói thì anh hiểu là stateful với stateless thì mình nghe nói ở trong microservice, còn mình nói trong microservice thì mình biết rồi đúng không? Thì đây là stateless là kiểu như những cái service mà nó không lưu trữ bất cứ một cái information nào. Và stateful thì cái rõ ràng nhất là những cái liên quan đến cache hay là database như là Đức nói đúng Và đúng, không? và đúng rồi. Thế thì cái team nhỏ của Đức là chủ yếu là về database cache hay là làm về cái gì? Làm về search engine hay là làm về cái gì? Team em nó là một cái platform, tức là nó bao gồm nhiều các cái loại, ban đầu nó là như này, tức là mỗi một team mình phát triển ấy thì chắc phải có một cái solution, giả dụ như mình cần Redis, mình cần cache, mình cần database đúng không, thì mỗi một team sẽ có một cái solution riêng, vậy nên là họ muốn kiểu unify ấy. Thế team em mới được hình thành, nó tạo thành một cái loại, đó là team em sẽ cung cấp các cái giải pháp về database, tức là bọn em chỉ chuyên về database thôi, bọn em không có ứng dụng gì cả, thì cái bên ứng dụng người ta sẽ request những cái database để bọn em manage cho đấy, thì là nó như kiểu platform, giống như kiểu là mình lên AWS mình request một cái database instance ấy, hoặc là lên các cái cloud provider ấy, bọn em giống như kiểu một platform provider kiểu thế, platform as a service. Đấy, cái này là ngày xưa Đức đi dạy bắt chay là chuẩn quá rồi, dạy về chuyên database. Nhưng mà anh nghĩ là kiến thức như cái này thì em có làm, chủ yếu là em là sau backend nhỉ, backend hay là Vâng. thiên về SRE hay là DevOps? Em không biết là bọn em rơi vào cái mảng nào, bởi vì là cái này nó khá là chuyên dụng, bởi vì nó như kiểu là em nghĩ là nếu mà đặt tên thì nó sẽ là Site Reliability Engineer thì hợp lý hơn. SIE ấy. SAI nè. Chứ bọn em không làm chuyên về cái kiểu đó, là cung cấp các cái ứng dụng, các cái backend, sử dụng mình call vào cái service backend của bọn em chẳng hạn, thế thì không có, bọn em chỉ chủ yếu là cung cấp cái platform để cho những người khác phát triển ứng dụng ở trên đấy. Ok, tức là em là làm cái team platform và người khác chỉ việc gọi cái API của em thôi đúng không? Kiểu thế, kiểu Cách interact của với lại team của em là người khác sẽ gọi thông qua API hay là có front end không? Có front end để trong trong Uber thì nó có nhiều các cái loại customizations tool đấy anh, tức nghĩa là nếu mà muốn ở bên này họ build một cái discovery systems, nó có một cái loại naming scheme riêng, nó giống kiểu DNS ấy, nhưng mà nó khá là chuyên biệt cho Uber, nó sẽ tạo ra, bọn em khi mà tạo ra một cái database instance ấy, thì mọi người sẽ có một cái sorry, cái tiếng máy nhà em nó ở bên gần thôi ấy. Khi mà mọi người tạo một cái database instance xong ấy, thì nó sẽ tạo ra cho mọi người một cái path, xong là từ cái path đấy mọi người có thể liên hệ được với đến cái database của mình. Ok, cái này thì hồi hồi đấy bên TikTok bọn anh có một cái team đấy. Đúng đúng là cái đội, anh phải nói là cái đội mà được làm cái manage những cái platform đấy phải nói là họ phải nói khủng. Họ không những hiểu về backend mà họ còn còn biết về DevOps, họ biết về tất cả mọi thứ, thậm chí về kiến thức về network, về service mesh, về mọi thứ. Nói chung là giống như khi mà mình nói chuyện với họ ấy, mình kiểu như mình cảm nhận ôi đấy cả một chân trời mới khi mà họ nói về cái system của họ. Thì hôm nay thì không biết là Đức thì có thể chia sẻ thêm về cái system đấy của bên Google nhỉ. Nói chung là hôm nay chúng ta phải freestyle thôi, nhưng mà Đức có thể chia sẻ được xem là cái philosophy, ví dụ như Uber có, anh nhớ là có một cái có một cái blog viết là Uber grow như thế nào, từ một vài cái service mà nó lên tới một cái mess nhìn rất là kinh khủng. Đó là cái quá trình grow của Uber. Rồi Em thì mới ở Uber được 1 năm, với cả là cái scope của em nó khá là nhỏ trong team, nên là em không 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 có quá nhiều context, em phải chia sẻ detail, nhưng mà em không có nhiều cái overall, bởi vì em mới ở đây 1 năm mà cũng chưa có nhiều interaction lắm.
Nhưng mà cái công việc hàng ngày của em thì chủ yếu là em deal về cái gì? Em giống như Hay là em vừa nói nói là về hay là nói về một cái project mà dạo gần đây em đang deal với nó, và ngày mai em on call, em on call cái gì? on call thì bọn em sẽ chủ yếu là monitor các cái alert thôi. Nếu mà có alert thì mình sẽ vào mình resolve, sẽ có run book, nhưng mà cái đấy mình sẽ nói sau. Nhưng mà về cái project mà gần đây em đang in charge thì để em nghĩ một tí để em nói cho nó cụ thể. Mình vừa nói là bên em là làm về Stateful, thì cái service em đang quản đang đang in charge là một cái publishers, không biết nó phải gọi là publisher không, tức nghĩa là khi mà người ta tạo một cái sử dụng một cái MySQL instance ở trên cái platform của em đi, thì em cần phải cái service đấy nó cần phải biết là cái instance đấy nó được đặt, nó được gọi là schedule ở các cái host nào, nó đặt ở port bao nhiêu, nó chạy với lại các cái setup như thế nào, kiểu thế. Em sẽ phải là đảm bảo là cái thông tin đấy nó được publish vào cái hệ thống mà mình nói ban đầu là cái service mesh ấy. Như kiểu em là cầm có một cái bridge thông tin giữa bên em với lại một cái bên service mesh, để làm sao cho cái service mesh nó public cho những cái bên khác có thể liên hệ được. Thì là em là in charge vào cái bridge bridge đấy. Không biết mọi người có hiểu không? Mọi người có câu hỏi thì mọi người có thể hỏi. Anh Hòa có biết là có contact gì không? Không, anh thì có một số câu hỏi của các bạn gửi về, nhưng hầu hết là các bạn toàn hỏi về một cái kinh nghiệm đi phỏng vấn, là hay quá là để dành cuối cùng. Đấy. Các bạn hỏi khá là nhiều về kinh nghiệm phỏng vấn. Hôm nay chúng ta đang giới thiệu về OnCall Uber. Đấy, thì nói chung cái này freestyle thì cái mà Đức nói thì anh nghĩ là giả sử một người mà vào request một cái database của em, đúng không? Thì phía sau ấy, cái chuyện nó xảy ra đó là em phải tạo ra cái database instance. Đấy, có thể là bao Đúng nhiêu rồi. replica đấy, đúng không? Đúng rồi. Bao nhiêu replica và em deploy lên cái không biết bên đấy dùng Kubernetes nhỉ? Bọn em platform riêng, không dùng Kubernetes, tự build. Tự view, Google công nhận mạnh tự view. Thế Bởi thì vì em là deploy. Kubernetes thì nó không đáp ứng được cái scale của bọn em. Kubernetes thì nó chỉ đáp ứng được, giả dụ như một cái cluster của Kubernetes thì chỉ khoảng độ 5.000 host và rơi vào khoảng độ 20.000 cái node thôi. Nhưng mà ở trong Uber của bọn em thì có 100.000 host và có 300.000 node, thì nó không scale được, nên là bên em có cái giải pháp riêng. Ok, và cái này Uber vẫn chưa public ra làm open source đúng không? Cái Vẫn này đang giữ chưa cho riêng public ra mình. là không. Ok, hy vọng là trong tương lai gần hoặc là năm tới thì Uber sẽ làm public ra để cho anh em xài cái này. Vâng, em thấy mọi người cũng discuss ở trong đấy là chuyển dần sang Kubernetes, nhưng mà chưa biết là đến bao giờ. Bởi vì là em thấy có nhiều document cũng nói là cái Kubernetes thì nó có những cái pros and cons riêng ấy, nhưng chủ yếu là cái scale của nó thì hiện tại là mọi người chưa đáp ứng được nên là chưa chuyển. Và có những cái customization nữa, giả dụ như là Kubernetes thì nó không có support encryption, mà bây giờ ở trong Uber thì rất là sensitive nên là họ cần phải có encryptions. Và bọn em cần, nếu mà muốn chuyển sang cái Kubernetes thì cần phải biết các cái loại plugin cho nó, rồi thì extend cái Kubernetes interface ra để có encryptions rồi các kiểu. Nói chung là hiện tại bọn em vẫn đang dùng cái platform tự build, nhưng mà cũng có plan là chuyển sang Kubernetes. Anh thấy những cái thứ mà Đức làm thực sự rất là challenge. Cá nhân anh thì anh chưa bao giờ được làm những cái đấy. Anh chủ yếu là anh làm về team product là nhiều. Còn nếu mà có làm thì làm là team ở phía gọi là middle thôi. Chưa bao giờ mà được đụng đến phía dưới là xem là service orchestration rồi
những thứ như thế, thì những thứ liên quan đến service mesh implementation nó gọi như thế nào, route trip làm sao cho nó nhỏ nhất, những Vâng. cái như thế, đúng là cá nhân anh chưa có kinh nghiệm như thế. Nhưng mà Vâng. quay lại cái hồi nãy mà Đức mô tả thì giả sử mà anh gọi một cái database qua platform của bọn em, thì phía này là các em deploy cái database instance đấy, bao nhiêu replica đấy vào cái cluster của bọn em đúng không? Sau đấy là các Vâng. em phải register cái đấy lên cái service mesh. Service mesh là một team khác đúng không? Không liên quan đến team em đúng không? Đúng rồi, Đấy, Service để Mesh làm là một sao team mà khác. để làm sao mà cái team product ấy, họ vừa request đến team em phát, thì lát nữa họ gọi service mesh là họ biết được cái database của các em ở đâu. Đấy. Đúng rồi, đúng. Okay, tất cả những thứ liên quan đến IP đấy, thậm chí là authorization, tất cả các kiểu là bên team em là phải manage cái đấy. Và đấy là cái mà Đức hiểu cụ thể là Đức đang là hands-on experience của các bạn đấy đúng không? Vâng, đúng rồi, ở cái mảng đấy. Ok, cảm ơn Đức. Ok, thế thì cái câu hỏi tiếp theo mà trọng tâm ngày hôm nay là on call ở Uber. Thế thì ở Uber thì cái philosophy on call thì nào nhỉ? Google thì khá là nổi tiếng, Google có một cái quyển là SIE, viết viết chuyên về SIE, thì họ trong đấy thì Google nói là cái cách mà họ tổ chức team SIE rồi on call như thế nào, mà đấy là em biết là quyển đấy là gối đầu giường cho khá là nhiều SIE engineer. Đấy, nhưng mà Uber thì bên Uber thì tổ chức cái đội Uber on thì call này như thế nào? Uber thì tổ chức theo rotations, không biết là em không biết là ở Google thế, bởi vì em chưa đọc quyển essay đấy, nhưng mà ở Uber thì có rotation, và mỗi một rotation thì sẽ kéo dài một tuần, tức nghĩa là em mỗi một tuần sẽ có một cái primary on call và một cái secondary on call, và có manager nữa, tất nhiên là có manager nữa. Sang tuần thì em sẽ làm primary và sẽ có một người backup cho em nữa, nếu như giả dụ như là nhưng mà mọi không biết là mọi người có biết on call là gì không đã, bởi vì trước khi em vào Uber em cũng không biết on call là gì. Ok, thế thì nhờ Đức giải thích luôn đi. Anh nghĩ là người cơ xưa là các bạn không biết đi. Thế thì nhờ Đức giải thích luôn đi. Nói Bởi cùng. vì nếu mọi người chưa từng làm trong cái rotation on call thì mọi người cũng sẽ không biết là nó là gì. Trước khi mà em vào em cũng không biết. Thì on call là mình khi mà mình on call ấy, mình cứ trực điện thoại thôi, kiểu như là khi mà có một cái emergency gì đấy, nó sẽ gửi cái thông báo về cho cái điện thoại của mình hoặc trên cái máy tính của mình, xong là mình sẽ vào đấy mình xem là cái gì nó đang hỏng và mình cần phải fix nó. Thường on call thì nó sẽ là những cái gì urgent thì mình cần có on call, và cái mục tiêu của on call là để đảm bảo cái tính reliability của platform, tức là mình set up các cái expected behavior cho cái service của mình, cho cái platform của mình. Và khi mà nó không đi theo cái hướng của mình ấy, không đi theo cái hướng mong muốn của mình ấy, thì nó sẽ gửi về cho mình các cái thông báo để mà mình vào mình xem là ô tại sao nó lại như thế này, tại sao nó lại không không theo đúng hướng. Và mình vào mình fix thôi. Okay. Thì tóm lại cho anh hiểu on call nó là như thế này, cái system ấy, đặc biệt là các công ty lớn thì làm code thì chúng ta biết là không bao giờ mà cái system nó hoạt động gọi là trơn tru 100% cả, nó sẽ có lỗi này lỗi kia, mà cũng không ai release ra lên product mà bảo là product của tao release như thế là chạy luôn. Chắc chắn là lúc này lúc kia nó sẽ phát sinh ra vấn đề, và những vấn đề đó thậm chí mình không bao giờ predict được, thì sẽ phải Vâng. có một cái đội mà trực để mà fix. Đấy, Đúng rồi. thì một team như thế thì như là bên Uber của Đức là chia theo ca đúng không? Chia Rotation bằng thì chia đấy. theo rotation, à, Đấy, chia theo chia theo ca. gọi là chia theo ca, tức là cứ một tuần là đổi ca. Một tuần thì lại đổi ship, đúng rồi, một À tuần thì mà lại đấy, đổi ca một lần. ship là ca rồi, một tuần là đổi ca, và một ca như thế là có 2 người, một người là chính và một người là backup. Đúng rồi. Đấy, thì cái công việc của on call là cái gì, đừng nói trực, có lỡ mà cái system mà có cái chuyện gì nó xảy ra không mong muốn thì là mình phải nhảy vào mình fix ngay lập tức đúng không? Vâng, đúng không? Ok, đấy là mọi người nhé, nếu mà bạn nào chưa có kinh nghiệm on call thì mọi người biết là các công ty lớn thì luôn luôn có cái việc này, on call tức là người ta call phải và đến ngay chỗ mình luôn. Nhưng mà thế thì ở bên Uber thì
Tất nhiên là không phải lỗi nào mình cũng nhảy vào mình xích ngay đúng không? Bao giờ khi on call cũng có priority đúng không? Thế thì Uber chia cái priority đó làm mấy cấp và cấp nào thì phải xử lý như nào? Bộ em hiện tại thì em mới chỉ gặp 3 cấp, nhưng mà cái đấy hình như là customizable. Uber có một cái bên em không biết là anh có biết là observability không? Đấy là tên Metrics công ty là hay là từ từ chuyên không, ý môn là ý em là một cái khái niệm ấy, observability observability. Thì Uber nó có một cái hệ thống, nó có một bên chuyên về observability. Nó sẽ có matrix này, có log này, rồi có matrix và log, rồi trace. Thì bên họ cho bọn em có thể config được cái alert đấy theo tùy kiểu. Hiện tại em đang gặp 3 kiểu. Một đó là low urgency, tức nghĩa là nó có thể xảy ra nhưng mà hệ thống nó vẫn chạy bình thường, mình chưa cần phải quá gấp lắm. Một kiểu là high urgent, tức nghĩa là nếu mà mình gặp cái high urgent đấy thì mình phải vào ngay, mình fix luôn, nó cháy. Và một kiểu nữa là high urgent nhưng mà chỉ là during work hours thôi, tức nghĩa là cái high urgent đấy là kiểu như là mình muốn catch nó luôn đấy, mình muốn fix nó tại chỗ luôn, nhưng mà chỉ during office hour thôi. Còn ngoài cái office hour ấy thì mình không muốn gọi cái người ta dậy lúc nửa đêm người ta đang ngủ, thì nó sẽ có cái kiểu đấy nữa. Ok, thế thì cái này thì anh nghĩ là nó nhân văn phết đấy nhỉ. Tức là có cái mà urgent nhưng mà chỉ là ở working hour thôi, nửa đêm là không gọi. Vâng Anh nghĩ đấy. cái này là nhân văn. Thì lúc mà anh làm ở TikTok thì không có cái đấy đâu. Thế Đã à? hơi thôi ở TikTok thì chia là P0, P1, P2. À. Thì ở anh nghĩ thường thì các công ty chỉ đến P2 thôi, tức là 0, 1, 2 thì như là bên bên anh chia là 3 cấp đấy. À. Thì gặp P0 fix liền đấy. Và cái P0 thì nửa đêm nó gọi, tự động nó gọi về, ai on call thì điện thoại cứ bị reo liên tục. À, mà nói lại Vâng. cái observability thì bên bên những cái đấy thì thường là những matrix nào là bọn em chú ý nhất? Cái matrix ạ. Cái observability ấy thì theo em biết là observability thì thường là họ sẽ có những cái matrix đúng không? Ví dụ như là số lượng error theo thời gian thực. À Đấy, availability vâng. là số lượng request bị error hay là số lượng request successful, rồi Cái đấy CPU, memory các kiểu. Thì thường là bọn em observe thì observe là những cái nào là quan trọng nhất? chủ yếu bọn em monitor cái life list của nó, tức nghĩa là cái hệ thống nó có còn sống không ấy, bởi vì cái platform nó cần cái availability cao ấy, nên là nếu như mà nó các cái hệ thống nó các cái service của mình monitor mà nó down ấy thì là rất là nguy hiểm, nên là bọn em chủ yếu monitor cái life list của nó. Nếu như mà nó không ping ấy, khi mà mình ping nó mà nó không trả lời lại ấy, thì là rất là quan trọng, metric quan trọng của bọn em. Còn bọn em không liên quan quá nhiều đến kiểu là request per second, bởi vì bọn em không xử lý các liên quan đến request, mà bọn em chủ yếu là làm sao cho cái hệ thống nó reliable, tức là mình expect là nó hoạt động bao nhiêu phần trăm trong khoảng thời gian đấy chẳng hạn. Ví dụ nó chỉ down có khoảng 1% thôi, nhưng mà overall thì nó vẫn hoạt động tốt. Bọn em chủ yếu là quan tâm đến cái khả năng sống của cái service đấy. Okay. Và cái này thì hoàn toàn là customize được, nó Vâng. customizable ở trên cái Vâng, observability customize. platform. Ok, thế thì tùy tùy theo những cái service nào quan trọng mà mình cảm thấy nó phải sống nó phải sống tốt thì mình cần fix cho cái alert nó nằm ở mức cao, còn cái nào mà Vâng. kiểu ok cũng được thì mình có thể chấp nhận hạ thấp một tí. Ok, thì Vâng. cái này Ở bên anh, thì ở bên TikTok không biết là mình có kiểu procedure cho xử lý các cái alert không? cái này thì cái lúc anh làm TikTok thì này khi mà mình deploy lên thì tất cả các cái metric ấy, các cái metric alert là nó là default, là nó tạo luôn cho mình. Đấy, À. ví dụ như availability là bao nhiêu phần trăm, rồi CPU memory là bao nhiêu phần trăm. Đấy, sau đấy thì
mình có thể tạo thêm một số cái alert mà mình viết. Thì ở đấy là một số ví dụ như là trong cái service ấy, mình có thể khi mà mình trong cái API thì mình có thể có một số cái status code chẳng hạn. Thì một số cái status code mà đặc biệt là business status code, tức là cái có thể là cái request ấy không fail nhưng mà nó trả lại những cái status mà nó không phải là không chẳng hạn. Thì mình giả sử mình À. lookup vào một con status, ví dụ con status là 1, status là 2 chẳng hạn như thế, thì mình muốn xem là cái này nó là bao nhiêu phần trăm thì mình cứ có thể customize được. Nếu mà nó là ví dụ 10% trên 10% phát thì nó raise alert chẳng hạn như thế, tức là mình expect ít nhất 90% những cái API nó phải trả lại status là zero, tức là successful chẳng hạn. Đấy. Còn À. nên zero mà trên 10% thì có thể raise alert. Thì cái này anh nghĩ là cái concept thì y chang như bên Google đang làm, tức là hoàn toàn là các cái team họ họ có thể customize được những cái này. Em nghĩ thế là chắc là cũng giống nhau. Anh nghĩ thì về về mặt philosophy hay là standard về việc leadership rotation thì anh nghĩ là các công ty khá là giống nhau. Đấy, còn về cụ À. thể cái experience thì cái đấy thì các công ty có sự khác nhau. Cái đó là cứ trong thời gian on call em có được em chỉ focus on call thôi hay là em có được có thời gian để code không? Thực ra là team em thì đang bị short staff, thế nên là ngoài cái thời gian on call thì vẫn phải code và vẫn phải take care một số các cái không biết mọi người có biết cái OKR không, kiểu như là key objective rồi thì của từng cái planning ấy, thì bọn em vẫn phải focus vào mấy cái key objective đấy và vẫn phải code. Nhưng mà theo cái recommendation ấy thì on call là sẽ chủ yếu monitor cái on call thôi. Nhưng hiện tại thì bọn em thì vẫn làm cả, em cũng khá là happy thôi, không có vấn đề gì cả. Vừa 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 ngồi monitor vừa ngồi code thôi. Nhưng mà nếu mà em phải thức nửa đêm để mà fix bug ấy thì em có được ngày nghỉ nào hay là kiểu Nếu mà on call thì lúc nào mình cũng cần phải dính với cái máy tính thôi, không có đi đâu được cả, lúc nào phải ôm lấy nó. Mà thế, nhưng hiện mà giả tại thì sử bọn mà em đang on call 24 giờ. em mất cả đêm để mà fix một cái bug nào đấy thì em có được lên ngày nghỉ không? Tức là overtime ấy. À không, bọn em không có chính sách về cái đấy. Thì coi như on call là tính tính theo kiểu on call luôn. Còn về chính sách là được thêm một ngày nghỉ. Yeah, bên anh có. Cái này thì tùy team, có tùy team. Tức là nếu như on call ở trong giờ, tức là trong giờ làm việc thì không sao. Đấy là ấy rồi. Nhưng mà giả sử có cái bất nào nào đấy mà nửa đêm mà phải fix quá bao nhiêu đấy thì ngày xưa là có cho lên. Để hôm nay em raise với manager của em xem. Cái này thì anh nghĩ là tùy công ty, công ty nào nhân văn Ờ. thì cho, nhưng mà hồi đấy TikTok thì cũng nhiều quá, cuối cùng mọi người cũng không lên luôn. Thế dần dần cái văn hóa đấy nó cũng biến mất. Ok, Dạ. có Nhưng một dạng thực ra là cái style của bọn em cũng khá là thực ra là cái style của bọn em cũng khá là flexible ấy. Manager cũng khá là thoáng, nên là cái việc mình làm giả dụ như đêm hôm đấy mình phải thức mình fix bug chẳng hạn, thì sáng hôm sau mình có thể request là mình nghỉ cái buổi sáng đấy, xong rồi buổi chiều mình lại tiếp tục làm, không có vấn đề gì cả. Bởi vì thực ra nếu mà đêm đêm đấy mà phải fix bug thì kiểu gì manager cũng dạy à. tức là nếu mà có cái urgent ấy là manager cũng phải nhảy cho vào luôn chứ không đơn Vâng, thuần chỉ thường là thì hai bọn người em kia. nếu mà có cái mà nó cháy lớn như thế thì có manager rồi có cả principal engineer vào nữa. Thường thường những cái người mà ở level cao hơn ấy, người ta sẽ có nhiều cái responsibility. Nên là những cái cháy lớn như thế thì kiểu gì mà on caller vào thì kiểu gì cũng sẽ có những cái người khác vào nữa, manager rồi principal vào. Xong rồi sau khi fix xong của em sẽ phải có cả cái một cái buổi gọi là postmortem để giải thích sao là tại sao nó lại có cái vấn đề đấy và chúng ta tránh nó ở trong tương lai như thế nào nữa. Thế thì giả sử nhưng mà những cái lỗi đấy nó xảy ra mà cần nhiều team vào fix ấy, thì cái văn hóa cooperate trong on call nó ở Uber nó nào, tức là khi mà em raise lên em thấy có issue ví dụ thế, nhưng mà cái issue này khi mà em trace một hồi em biết thấy là cái này không phải là trong system của em mà chẳng
mà là lỗi của một cái service nào đấy là phía dưới, sau cái service đấy trace một hồi là không phải cái service này mà là service ở dưới nữa, thì cái văn hóa của ông break khi mà xử lý đấy trong Uber thì như thế nào? Thường nếu mà phát hiện ra nếu mà không phải thì bọn em sẽ không biết bên TikTok có dùng cái pager duty không? Cái đấy thì bên TikTok ít dùng. Thế à, bọn em dùng cái pager duty đấy, bọn em sẽ send một cái page, cái page đấy nó sẽ gọi cái bên kia dạy, nó sẽ gửi một cái high urgent alert cho cái cho cái team kia dạy, và mình sẽ ngồi mình collaborate. Nhưng mà Thường là nó như có lâu không? Có lâu mà mọi người có đá qua đá lại không? Cái kiểu mà kickable ấy. thường thì chỉ mất khoảng độ 5 phút là người ta sẽ phản hồi lại thôi. Ok, bên TikTok thì hồi đấy là nếu mà phát hiện ở team kia thì côn luôn, côn thẳng luôn, mà kệ người Côn đấy thẳng là luôn. ai, côn thẳng luôn. Thế Thế là à? ở bên TikTok thì đôi khi nó hơi cực tí, nếu mà service của mình hôm đấy mình không gọi là người ăn côn ấy, nhưng mà nếu đấy là service của mình giả sử họ sẽ không côn cái người ăn côn, họ côn thẳng mình luôn, là đôi khi cũng Thả mình luôn. hơi đau đầu gì đấy. Bọn em thì chỉ call cái người on call thôi, chứ chỉ send page cho người on call thôi, chứ người khác không bị ảnh hưởng. Ok, đây có một cái câu hỏi của các bạn nãy giờ, các bạn pin nhiều quá, để anh đọc từ từ để không có thời gian trả lời mất. Vâng. Ok, đây có một bạn, ok bạn Đức Lê, chúc mừng vợ chồng anh Đức nhá. Rồi Cảm ơn mọi người. follow story của vợ chồng anh Đức. Rồi ok, làm đỉnh. Ok, và Đức Lê bảo là lại có, tức là em có biết một team để chuyên quản lý resource như Kafka, Redis, Database, quyền ra vô mấy component ấy, nhưng mà cơ bên anh Đức Thân chắc cũng vậy, nhưng có team lớn, có platform hàng công ty. Ok, chuyên quản lý resource và quyền ra vô mấy component ấy, cái này là nó kiểu là cấp quyền để mà manage cái resource à? Bên em là cấp quyền, là cấp quyền qua platform mà đúng không, tức là set qua platform mà. Vâng, bọn em là automation hết. Trung chủ hỏi thì cái này có giống cách làm việc của SAI không ạ? Okay. Thế thì nãy giờ thì mọi người biết là anh Đức là software backend, software engineer, nhưng mà thực ra là làm thì như Đức tự nhận là khá là giống với lại SAI. Vâng, khá là giống SAI. Khá là giống SAI. Nhưng mà team em thì không không gọi là team em, team em thì gọi là team platform, cũng không tự Thế nhận em là không có SAI. tên. Không Thực có tên đấy. ra là cái này cái việc của em nó cũng overlap khá là nhiều thứ ấy, nó gần nó overlap với lại cả DevOps nữa. Nhưng thế nên là bọn em không có tên cụ thể. Tên chung thì vẫn là software engineer, nhưng mà em cảm giác như là nó gần với lại SIE nhiều hơn. Nên là em không Ok. biết. Thế nhưng mà ngày xưa Đức phỏng vấn vào role nào? Phỏng vấn role của bọn em là em làm software engineer. À, tức là cái role chỉ ghi là software engineer thôi. Sau Vâng, rồi em, không có. nhưng mà em có phỏng vấn cụ thể vào cái team này không, hay là em phỏng vấn chung chung? Không, em được assign. Em được assign, tức là sau khi em join vừa này mới được assign. Tức là vâng, em chỉ nói là em có bằng về Analytics. Và em làm khá là gần với lại các cái phần low level ấy. Nên là có khả năng là họ thấy em fit, cái skill của em nó fit về cái team này hơn thì em sẽ được assign vào team này. Ok, đấy là tức là khi mà em join rồi thì họ mới assign em vào cái team này. Và vì em nói em Vâng. là từ từ có kinh nghiệm là về điện tử, xong phát là họ cho xuống với cái team low level này làm luôn. Vâng. Thế Thực ra là thì team team bọn em cũng khá là nhiều electronics engineers. Nên em đoán thế. anh cũng có khá là nhiều bạn mà từ ngành điện điện tử ra, và cái đội điện điện tử mà kiểu code từ code cũng phết đấy, thậm chí là cái đội CECS rồi nhìn đội điện điện tử code nó phải nể luôn đấy, tại vì họ có khả năng họ học, họ chuyển ngành từ kỹ sư điện tử sang, họ tự học rất là kinh khủng. Nhưng mà hồi đấy em phỏng vấn thế này, cái team này là anh nghĩ là họ đòi nhiều kiến thức về network này, thậm chí là kiến thức về kernel luôn đúng không? Thế nhưng mà khi phỏng vấn thì họ phỏng vấn em cái gì? Có điều gì khác biệt không, hay là vẫn giống như là một Hỏi em mấy cái câu khá là sau này? fundamental.
nó hỏi họ hỏi về network này, À. hỏi về browser, rồi thì họ hỏi em có một câu em thấy khá là hay, họ hỏi đó là khi mà mình type một cái URL vào trong cái browser ấy thì có những cái À. event nào nó xảy ra. À. Thì câu này thì anh hôm bữa anh cũng nói với khá là nhiều bạn đấy, tại vì giống như cái câu kinh điển là đã thử gõ google.com vào trong Chrome thì chuyện gì xảy ra đúng không? Thế đây là À, đúng có rồi, kiểu thế. tiện có Đức đây thì Đức có thể cho luôn các bạn câu trả lời, muốn sao các bạn đi phỏng vấn này đỡ Ở đấy phải em không đấy, em trả lời đó là đầu tiên em giải thích đó là khi mà mình mở cái browser lên ấy thì browser nó cũng là một cái binary, nó là một cái program, cái nhiệm vụ của nó là nó sẽ render một cái page ra thành các cái element ở trên màn hình cho mình, và làm thế nào để nó render được cái đấy thì nó cần phải có một cái file. Thì em giải thích đó là cái file đấy là cái file HTML. Thì HTML nó không có gì đặc biệt cả, nó chỉ là một file text thôi. Và nó sẽ giúp cho cái browser render các cái component lên trên đấy. Các cái detail đấy em không nói nhá. Xong là đặt câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để cái browser đấy nó lấy cái HTML file đấy. Thì sau khi mà mình gõ cái google.com vào trong cái Chrome thì nó sẽ gửi một cái request đến cái server DNS trước. Nó sẽ resolve cái domain đấy thành một cái IP. Xong là mình sẽ gửi request đến cái IP kia để mình lấy lại cái file HTML. Xong là cứ thế là mình render thôi. Xong là em sẽ nói tiếp về cái khoản đằng sau. Đó là khi mà cái phía server nó nhận được cái request của thằng thằng Chrome kia rồi thì nó sẽ làm những cái gì? Nó sẽ extract các cái parameter ra rồi nó xử lý rồi nó sẽ trả về cái HTML trong đấy. Xong là em cứ 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 theo cái hướng đấy em nói thẳng sâu về trong cái đằng sau thôi. là câu này thì đúng là khá nhiều bạn gặp, gọi URL vào Chrome, vào một cái browser thì chuyện gì xảy ra. Thì cụ thể cái câu đấy là có nhiều cách trả lời, nhưng mà cái thứ hầu hết người ta muốn hỏi thì hỏi về network đúng không, cái À. network communication. Thì hôm đấy em thì cứ biết cái gì em nói cái đấy thôi. Em cái coi buổi interview đấy là một buổi chia sẻ technical thì đấy hơn, bởi vì là em cứ vừa nói cho em hỏi là ok mày có muốn interest để ta nói thêm về cái đấy nữa không, thì cái cách để em nói chuyện với người ta đó là em cứ nói một ít một, xong em hỏi người ta đó là mày có thấy là cái chủ đề này nó thú vị không, mày có muốn nói tiếp về cái đấy không, không thì mình sẽ sang cái tiếp theo, nên là em hay nói theo kiểu đấy. Thế thì đấy là cái câu về network. Thế còn họ có hỏi như Uber, họ có hỏi cái gì đâu về thuật toán? Anh chỉ biết Uber hỏi thuật toán khá là khó. Thuật toán em có một câu về đồ thị, nó hỏi về kiểu đổi tiền ấy, làm thế nào để tối ưu đổi tiền, giống như là anh muốn đổi tiền từ Việt Nam sang USD chẳng hạn, nhưng mà nó không có đổi direct ấy, thì làm thế nào để đổi tối ưu mà không bị mất ít phí nhất, kiểu như là shortest path. Ok. Tức là giả sử là em có các Đúng cái cặp rồi. tiền chất trước đúng không? Đúng rồi, có các Đấy. cặp tiền. Chất trước, và bây giờ em có source và destination, tức là source là USD và destination là VND. Bây giờ Kiểu thế. em theo các cái đường đấy em swap một hồi làm sao mà được cái tỷ giá tốt nhất. Kiểu đấy, kiểu đấy, kiểu đấy. Ok. Thế này thì là Dijkstra. Em giải đấy. Em giải bởi vì nó không có web anh ạ. Cái đồ thị này nó không có web nên em không dùng Dijkstra, em dùng BFS thôi. Thế nhưng mà cái phần trăm của Ango với lại phần trăm của backend knowledge là như nào, Đức có thể chia sẻ với mọi người không? Em không biết phần trăm nào nhưng mà em có bốn vòng đều là Ango hết. Vốn vào Ango thì cái câu hồi nãy mà người ta hỏi em về network là hỏi vòng nào? Không đấy là em bị hỏi cô đấy là hỏi vào buổi behavioral. À, tức là bốn vòng Ango cộng với vòng thứ năm là vòng behavior. Vâng đúng rồi, một cái Tức behavioral ở cuối thì là có hôm năm đấy năm vòng. vâng năm vòng. Ok, là bốn vòng Ango cộng với cái behavior, và behavior người ta vẫn hỏi em về kiến thức backend.
đấy. Hôm mình hay cười, em mình hỏi về backend như thế, thế nên là em cũng khá là chill, em cũng không có chuẩn bị gì. Em chỉ trả lời những gì em biết thôi. Nhưng mà lúc đấy có cảm thấy thọt không? Hoặc là behavior lẽ ra là mẹo những cái câu như là what's your strength, what's your weakness, hay là các kiểu how do you resolve the conflict, các kiểu. Có Nhưng mấy cái mà câu đấy có hết, em có chuẩn bị nên là em không có trả lời được. Nhưng mà cái câu mà hỏi về network đấy em cũng hơi sốc. Em cũng không chuẩn bị. Nhưng mà hồi đấy em không biết, là hồi đấy khá là chill, bởi vì là em cái lúc mà em nộp bộ bờ em cũng không xác định tâm lý là sẽ đỗ cơ, thế là em cứ trả lời kiểu khá là thoải mái. Ừ. Nhưng mà cảm giác khi mà em có phần Uber thì em thấy nào, khi mà em sai người ta gửi email lại kiểu Cảm giác có congratulations. phơ em cảm giác như là một cái achievement ấy, kiểu thế, rất là vui lúc mà mình nhận được tin, mình cảm giác là mình đạt được một cái một cái achievement, như kiểu là mình chơi game ấy, kiểu unlock một cái level mới, kiểu thế. Tức là đi phỏng vấn Uber mà cảm thấy như mình đang chơi game. Kiểu như là mình lên một một unlock một cái level mới. Không, cảm giác của anh lúc mà anh đỗ những cái công ty lớn như này là như thế nào? Thực ra là cái cảm giác mà thích nhất là cái lúc mà mình có Đúng rồi, lúc em thích nhất là có phở. rồi, nhưng mà sau khi làm việc thì một thời gian thì thấy bình Em cũng cảm giác thế. thường. nhưng Nhưng mà mà nhưng cái mà lúc mình nhận offer rất là vui. ừ, cái cảm giác mà đặc biệt, thậm chí là các cái con số đôi khi không quan trọng lắm. Khi mà mình phỏng vấn cái round cuối ấy, cái con số đôi khi mình tính sau, nhưng mà cái round cuối là mình cứ đôi khi mình phỏng vấn thì mình cũng biết là mình pass hay mình fail rồi, nhưng mà cái hồi hộp nhất đó là mình nghĩ là mình pass mà khoảng 3 ngày sau thì chưa thấy mail nó contact lại. Đấy, À. nhưng mà đến ngày thứ tư thứ năm ấy là họ họ cần tách lại ra, bảo là I have a good news cái gì đấy, nên mày có thời gian không để tao có thể call discuss, cái kiểu là ok. Đấy là cái cảm giác mà Thế cảm thấy thì vui nhất. của anh còn chưa hồi hộp bằng của em. Cái hôm mà người ta thông báo kết quả, người ta gọi cho em cơ, người ta không gửi mail đâu. Gọi thẳng luôn. Người ta hẹn em một lịch, xong người ta bảo là bọn ta có kết quả rồi, bọn ta muốn discuss với mày một tí. Không không gọi, không nhắn cho mình biết là mình đỗ hay trượt. Thế là nó lo cái đoạn đó là bây giờ mình chưa biết kết quả, xong họ gọi cho em nói chuyện một hồi, xong họ mới bảo là congratulations ấy, mình đã có cái offer, xong là ta sẽ gửi cái offer cho mày sau đấy. Thường thì đã phỏng vấn cái round cuối, mà nếu mà kiểu positive thì người ta mới hẹn, người ta call, chứ còn nếu mà negative thì người ta chỉ gửi email là say sorry thôi, chứ người À ta thế đâu à? nhất thiết phải call cho em. Thế em hồi đấy Tức em có biết đâu, thế là khả năng cảm thấy hồi hộp lắm. là đi phỏng vấn mà fail ấy, thậm chí là người ta không gửi mail, ignore luôn, ghost luôn. Đấy, còn nếu mà À? người ta lịch sự thì người ta gửi cho một cái email là kiểu là cảm ơn đã dành thời gian phỏng vấn bạn tao đấy, này nọ, nhưng mà sau một thời gian consideration là ABC Z thì bla 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 đấy, đấy xong. À. Còn nếu mà phỏng vấn round cuối xong mà họ họ hẹn nói chuyện thì đấy là signal, anh ấy signal tốt luôn, hầu hết là Yeah, signal tốt. em nghĩ là họ lịch sự thôi, nên là hồi đấy em cứ nghĩ là họ có thể kể cả reject họ cũng gọi. Anh thì có biết vài ca là phỏng vấn startup thì vợ startup thì standard hơn, họ chả nhắn nhắn tin chả làm gì cả, đó là thằng em anh nó đang ngủ buổi sáng thì họ gọi thẳng luôn đấy, tớ là đang mơ mơ màng màng đấy, ngủ nướng mơ mơ màng màng thì có tờ đấy, cũng không không biết cái gì đấy. Nhưng mà cái cảm giác mà đúng là cái cảm giác mà mình đi interview mà có tờ ấy, cái con số ấy chưa nói, nhưng mà tự nhiên có tờ cái mình cảm thấy rất là vui, nhớ là cái gì đấy rồi, một cái achievement ấy, giống như cái medal ấy, rất là vui. Em cũng cảm Thế giác thế. thế nhưng mà sau một năm ở Uber thì Đức cảm thấy thế nào? Sau một năm cảm thấy Uber thì em cũng cảm thấy bình thường. Có, Không bình thường là về 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 nó phương không có diện gì hai giống như cái hồi mà mình nhận được offer nữa. đấy, đấy là về mặt cảm xúc, về thế nhưng mà về career path, về công việc, về À, về learning career path. opportunity, về culture, tất nhiên là mọi thứ thì Đức cảm thấy như nào? Em cảm thấy Uber họ khá là organized.
họ Ba mẹ ngày xưa. có một cái gọi người ta gọi là một cái core value rất là organized ấy. Kiểu như là họ tạo cho mình cái cảm giác như là mình được involve vào trong với công ty ấy, rồi mình có những cái career path phát triển tốt. Em cảm thấy ở Uber tốt, chưa có Còn ý đấy định, chưa có ý định nhảy vẫn chưa biết thì nhảy việc. việc. Ok, thế là trong thời Không biết gian thì chưa ở, có. ở các công ty anh làm thì họ có các cái kiểu như thế không? Giả dụ như là mình sẽ có các cái cultural training rồi thì các cái workshop nói về kiểu định hướng công ty thì missions. Có chứ, cái này có những công ty làm những cái này rất là tốt, là họ talk liên tục. Đặc biệt là những công ty mà họ chịu khó invest vào cái bên human resource mà có budget ấy. Họ làm rất là tốt. Event như thế là các manager là bắt buộc phải cho nhân viên đi để cho cái workshop đấy. Đấy. Chỉ là manager bị nếu mà không có đủ nhân viên trong cái team đấy hoặc bên department đấy đi attend những cái workshop này với xa thì manager có thể bị cái rating nhé, thế sao họ có thể Vâng. feedback là rating đấy, có những cái công ty như thế. Thì anh nghe về văn hóa vừa khá là nhiều rồi đấy, anh thậm chí còn nghe vài người nói là làm đấy 7 năm chưa bao giờ có ý định rời Uber một công ty quá tốt. Em cũng cảm thấy công ty tốt. Chúc mừng Đức là bây giờ nào ở Uber mà đến cảm thấy như thế là quá tuyệt vời rồi đấy. Nè. Ở đây đây thì có một số bạn có một số câu hỏi mà chủ yếu là liên quan đến cơ hội săn job Uber, quá trình phỏng vấn ở Uber. Hầu hết là các bạn quan tâm đến quá trình phỏng vấn. À, có một đoạn hỏi là system design for large data. Hồi đấy Đức phỏng vấn ở trong này thì có system design không nhỉ? Không đúng không nhỉ? Anh nghĩ là không. Không, hồi em phỏng vấn thì không hỏi system design. Nhưng mà trong cái quá trình làm việc thì bây giờ em có design system đâu hay là em chỉ có senior design system của em là follower thôi. Vâng, hiện tại em là em có design nhưng mà design những cái system nhỏ thôi. Giống như là cái bridge vừa nãy, cái bridge em xây nó chỉ là cái bridge đấy là em quản lý và em cũng design luôn. Tức là nó sẽ có những cái feature request. Ví dụ như là cái database instance của mình ấy, nó muốn có mở những cái port này ra nhưng mà cái port đấy nó không phải là port standard chẳng hạn, thì em sẽ phải extend cái bridge của em ra để nó support những cái feature đấy, thì em có phải design những cái component nhỏ nhỏ nhưng mà những cái lớn hơn thì nó sẽ có senior design và em follow cái đấy. Ok. Thế thì anh nghĩ là nãy giờ những cái câu hỏi các bạn gửi về thì hầu hết là Đức đã trả lời rồi. Nào là quá trình phỏng vấn như nào, kinh nghiệm phỏng vấn. Đấy, thậm chí anh Đức còn cho luôn cả cái câu gõ một cái URL vào browser chuyện gì xảy ra nhé. Đấy là cái câu đấy là người ta hỏi về network. Mình nhớ là bước đầu tiên là phải gửi request đến DNS. Đấy, rất nhiều bạn Yeah. không biết cái bước này, không biết sự tồn tại trên đời với DNS và DNS sẽ làm gì. Đấy, thì nếu mà bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thì các em nên đọc về cái bước này. Đấy, cứ gặp là gõ google.com lên browser chuyện xảy ra thì việc đầu tiên đấy là người ta hỏi về network, và việc đầu tiên là phải đi đi sâu cái domain đấy thành IP cũng là DNS. Đấy là câu trả lời mà hôm nay là anh Đức đã give một cái trả lời cho mọi người. Đấy, ngoài ra thì Uber 4 vòng Ango, vòng cuối cùng là behavior. À, cái behavior này thì anh nhấn mạnh một chút là không những Uber đâu mà dạo này tất cả các công ty cái round cuối cùng phỏng vấn với manager ấy, HR hay là head hunt, người ta bảo là đây là vòng interview với manager là behavior thôi, đấy là ngôn ngữ của head hunt. Nhưng thực tế thì ngày nay thì manager họ thích hỏi đủ một thứ, nó không nhất thiết phải là behavior. Và cái vòng Đúng. round cuối cùng ấy, gọi là interview với manager hoặc director, là vòng đấy không predict được họ hỏi cái gì đâu. Đúng Vui rồi. vui họ cũng có thể hỏi một câu ango. Đấy là thực tế họ không hỏi Yeah. hard như những vòng đầu, nhưng mà họ có thể họ có ango. Đấy, vui vui họ cũng có thể hỏi những cái câu puzzle một tí. Ví dụ dạo gần đây có một số người lại bắt gặp những cái câu hỏi giống như phong cách của Google ngày xưa là hỏi nhét bao nhiêu quả bóng vào trong cái xe buýt như thế. Vui vui họ hỏi hay là bảo là đốt đốt hai cái sợi bấc cái gì nhỉ, tìm 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 cái điểm chính giữa, tìm cái điểm chính giữa của sợi dây
nếu mà đốt đốt hai đầu ấy, kiểu đấy, hay là trong một cái puzzle đi qua đi lại hết bao nhiêu thời gian. Thế thì bây giờ tổng số người bên này đi qua cái cầu là đi làm sao cho nhanh nhất, kiểu như thế. Đấy là những cái mà tự nhiên bây giờ xuất hiện ra cái vòng behavior này, trời ơi, thích hỏi những cái này, cộng theo tất nhiên là cộng theo những cái câu mà liên quan đến cách xử lý vấn đề, ví dụ stand witness đấy, resolve conflict đấy. Ok, nên đấy là một cái hint mới. Ok, thế thì anh nghĩ thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi. Thì hôm nay rất là cảm ơn Đức, cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi cái buổi chia sẻ của Đức. Uber, một điều rất là vui mừng đó là với công Đức sau thời gian nhà chăm sóc vợ con thì đã quay trở lại với Engineer Pro vào khóa DSA khóa tới. Hy vọng là mọi người sẽ có nhiều thời gian sắp tới intake với Đức, và ai mà muốn hỏi về Ango cụ thể và về Uber như thế nào đấy thì cứ có thể ping trực tiếp anh Đức ở trên Discord. Vâng. Rồi, thế nha, rồi cảm ơn Đức, Em cảm ơn cảm mọi ơn người. anh Harry, cảm ơn mọi Đấy. người. Chúc mọi người ngày sinh nhật vui vẻ. Đó mọi người. Vâng. Em chào anh ạ. Đúng rồi.